khu dân cư đông đúc ha. À, đường lớn, 4 làn đường đó, rất là đẹp, nằm ngay trung tâm xã Hòa Hội luôn anh chị á. À, Bảo Điền Bất Động Sản mến chào cô chú chị mình nha. À, nay có một cái sản phẩm đất vườn rất là đẹp luôn, nằm kế bên ngay cái rừng bảo tồn ha, rừng rừng thiên nhiên đó, rừng tự nhiên đó, kế bên khu sinh thái, một đất vườn hơn 1.000 m², rất là đẹp luôn, đất bằng phẳng, đường nhựa đó, giá cực kỳ rẻ luôn anh chị ha. Rồi hiện tại mình đang có mặt ở đây là trên tỉnh lộ 329 ha. À, đường này là đường mình có thể, hướng này mình có thể đi ra xã Xuyên Mộc này, cũng như là ra thị trấn Phước Bủ, ra trung tâm huyện đó. Thì từ đây mà di chuyển ra đó thì khoảng đâu đó là 10 cây số anh chị ha. 10 cây số mình có thể đi ra hướng này ha. Còn hướng ngược lại mình sẽ đi vào Hòa Hiệp, cũng như là thông ra Bình Thuận và xã Bình Châu, xuống nước nóng Bình Châu ha. Từ đây qua đó thì khoảng đâu đó là 20 mấy cây, cũng tương đối là gần, cũng không xa lắm anh chị ha. Đó. Và bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu tới đây ha, năm đằng sau Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội luôn ha, mặt tiền đường nhựa, khu dân cư, điện nước đầy đủ. Đó. Cách cái tỉnh lộ 329 này khoảng đâu đó là đi vào đây khoảng 200 m thôi là đến bất động sản mình rồi, nằm đường nhựa, khu dân cư ha, đường ô tô đó. Thì em đi sẽ nói sơ về cái diện tích đó, 25 m sâu 40, có sẵn 100 m thổ cư, đất đỏ ba gian rất đẹp, rất thích hợp cho cô chú chị nào làm vườn ha, giá bán 2 tỷ. Rồi xin mời cô chú chị theo chân em Điền nha. Đó, từ đây đi vào nha. Thì bất động sản mình là nằm ngay kế bên cái rừng ha, rừng bảo tồn đó. Và rừng này người ta kêu là rừng giá tỷ. Đó là tại sao vì có tên như vậy, tại vì cái rừng này đa số là có cây giá tỵ, hay được gọi là cây làm bán súng á anh chị ha, cây gỗ bán súng đó, gỗ quý hiếm anh chị ha. Đó, rừng này rừng bảo tồn nha. Đó, mình kế bên cái khu sinh thái này quá tuyệt vời luôn đó. Một sản phẩm đất vườn mà nằm kế bên rừng này thì cái giá trị đất vườn nó rất là cao anh chị ha. Đó, và gia chủ mình đang ngợp, đang cần tiền ha, bán giá có khoảng 2 triệu m² thôi, chưa tới 2 triệu ha, tại vì bốn sản này hơn 1.000 m² lận đó, nằm khu trung tâm xã Hòa Hội, nằm đằng sau ủy ban luôn, khu dân cư, tiện ích tiện nghi đầy đủ luôn ha, nằm đây trung tâm rồi đó. Anh chị có thể thấy nè, rừng giá tỵ này đó, cây giá tỵ anh chị ha, lá rất là to đó, gỗ quý hiếm đó, khu sinh thái rất là tốt luôn, rất là mát mẻ. Dân cư xung quanh này ha, tương đối là đông, rất là đông luôn, nằm cái trung tâm mà. Đây, nhà dân sát bên ha, sang sát luôn. Đó, nhà dân bên kia nè, đó, chị có thể thấy nè, cột điện đèn đường ha. Đó, rồi bây giờ em Điền đã có mặt tại ngay cái vị trí đất của mình. Đó, nãy giờ em Điền đi bộ từ đây, em Điền đi bộ ra ngoài tỉnh lộ, đi tỉnh lộ 329 nó đi bộ vào đây. Đó, rất là gần luôn, khoảng 200 m thôi chị ha. Đây. Đây cái bất sản của mình ha. Nói chung là đường này thì đi vào khu dân cư ha, thông thường ha. Đó. Còn bất sản mình nằm đây ha. Đó. Cái chất đất này cô chú chị có thể thấy nè, đất đỏ bay da rất là đẹp luôn. Đó, này. Đó, hiện tại bất sản mình thì đang cho người ta trồng nhờ bắp anh chị ha. Đó, trên đất có chuối nè, nói chung là hiện tại đang đất trống thôi. Đang cho người ta trồng nhờ cây cối thôi chứ không có gì hết anh chị ha. Đó. Bất sản mình có diện tích là ngang là 25 m mặt tiền đường nhựa ha, đường ô tô ha, 25 m từ đây ha, qua bên kia là 25 m, sâu vào trong là 40 m, đó có tổng diện tích là hơn 1.000 m² đó, hơn 1.000 lẻ đó gì ha, và đang có sẵn là 100 m thổ cư, đó, đường ô tô, đó, đường này ô tô né nhau được nha, nhưng mà nó hơi bị khó khăn một chút xíu, đó, thì bất động sản mình thì có thể là mình làm sử dụng thì mình trừa vô 1 m hay là 1-2 m gì đó cho nó rộng cái đường ra, nó rất là tuyệt vời luôn anh chị. Sâu vào trong là 40 m, có sẵn trăm thổ cư, tha hồ mình xây dựng thoải mái luôn, làm nhà vườn thoải mái luôn, 100 m thổ cư là vô tư rồi anh chị ha. Đó, hiện tại là bất động sản mình là phủ hầm toàn bộ, mình có thể lên thêm thổ cư theo cái nhu cầu sử dụng của mình ha. Khoảng đường này thì lên thổ cư khoảng đâu đó là 2 triệu hơn 1 m² thôi, đường nhựa. Rất là đẹp anh chị ha. Khu rừng sinh thái nè, rừng
bảo tồn này ha, đó. Cây giá tự đó rất là mát mẻ luôn, nằm kế bên rừng thì khí hậu thì cô chú chị khỏi phải nói rồi, thực sự nha. Cô chú chị mà đứng tại đất đây đi, nó khí hậu nó rất là tuyệt vời luôn á chị ha. Đất mình vuông vức nằm kế bên cái rừng nữa đó, mình có thể ở bên cái khu sinh thái này làm nhà vườn cực kỳ thích luôn anh chị đó. Hướng thì vào khu dân cư thông thương, nhà nước mình mới trồng mấy cái trụ lớn 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 này là kéo điện vô cho dân ha đó. Đây là về cái vấn đề điện đài nước thì quý cô chú chị khách hàng mình khỏi phải lo ha. Chỗ này là sử dụng nước sạch rồi đó, mình có thể nếu mà mình muốn nữa mình có thể là khoan giếng ha, khoan giếng để mình làm nhà vườn đây đó, rất là đẹp. Giá thì em đi cũng có nói ban đầu rồi, giá là 2 tỷ. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng ha. Tổng diện tích hơn 1.000 m², ngang là 25 sâu 40 đó, tha hồ luôn, rất là đẹp. Thí dụ mà mình không có nhu cầu sử dụng hết thì mình có thể cắt phân lô ra mình bán ha, bán bớt và còn trừ lại mình làm nhà vườn hoặc là đầu tư để đó lâu dài đó. Bất động sản này thì đầu tư quá là đẹp luôn ha, làm nhà vườn thì tuyệt vời nữa đó, gió mát. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ thôi. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nó làm xong nữa thì chắc đi xuống đây có 1 tiếng rưỡi nè. Và những tuyến đường ở Hòa Hội thì nó mở rất là nhiều anh chị, đâm ra về cái vấn đề mà di chuyển nó sẽ còn nhanh gọn lại hơn nữa anh chị ha. Đó. Biển gần nhất thì là biển Hồ Tràm, cách khoảng đâu đó là 20 cây ha, gần 20 cây đó. Khoảng 10 mấy cây đó. Thì cũng tương đối cũng không là gần, không gần lắm anh chị. Nói chung là đất này đất vườn nằm kế cái rừng thôi, mát mẻ rồi khu dân cư, giá tốt đó. Cô chú chị nào mà quan tâm bất động sản này liên hệ em Điền nha, số điện thoại là 0788668834 đó. Cô chú nhấc máy, nếu mà quan tâm nhấc máy lên gọi em Điền liền đó. Rồi em Điền cũng xin được kết thúc video clip tại đây, cảm ơn cô chú chị đã quan tâm và theo dõi. Em Điền hẹn gặp lại cô chú chị những clip lần sau của em Điền. Xin chào ạ.